Ok. Anh em mình hôm nay về lý thuyết thì cũng ít thôi. Tại vì trước chúng ta đã học về cố định điều kiện đúng không? Đấy thì anh em mình nhìn thấy tất cả các bài tập ở trong cái set 2 condition ấy, thì anh em mình đều có thể dùng cái toàn bộ kiến thức buổi hôm trước để mình còn thực hiện nốt. Hôm nay thì anh sẽ chỉ giới thiệu thêm cho mọi người là nhiều một vài cái kỹ thuật liên quan thôi. Đấy thì như anh em mình biết đấy, hôm trước ấy, chúng ta làm một vài cái bài trên này này, thì mọi người sẽ để ý cho anh ấy. Chúng ta làm thì ok rồi, anh không thắc mắc gì chuyện mình làm cả. Nhưng mà chúng ta sẽ cố gắng hình dung cho anh, đấy là các bài tập của chúng ta, các bài code của anh em mình hãy cố gắng viết theo đúng những mô hình mà anh có nhắc mọi người một vài lần đấy. Đấy là đầu vào input, thứ hai là xử lý process, progress tiếp theo thì viết và là output, có nghĩa là với một tham số đầu vào ở đấy, một giá trị chúng ta nhập vào đó thì chúng ta xử lý như thế nào đó và được một kết quả nào thì chúng ta sẽ dồn một phần output đi ra ngoài màn hình. Có nghĩa là trong phần này chúng ta sẽ rất hạn chế in, chúng ta sẽ không in ở cái phần này mà chúng ta sẽ làm sao đẩy hết các phần này, cái phần khi chúng ta cần in sang là output thì chúng ta in sau. Đấy là về lý tưởng thì là thế, thế làm thế nào để anh em mình thực hiện những câu bài tập như thế. Thế thì bài đầu tiên kiểm tra chẵn lẻ chẳng hạn. Đấy, thì mọi người sẽ thấy ấy, anh sẽ ví dụ luôn này. Chẳng hạn một bạn ở đấy nộp bài này, anh ví dụ là Khuê chẳng hạn nhé. Ủa mà anh em còn có nghe thấy anh nói không ấy? Có chờ một chút, mạng hôm nay nó hơi giật chút. Đây là một cái điển hình mà chúng ta sẽ gọi là code cực kỳ xấu. Xấu vì sao? Cái này thì anh cũng chưa chắc đâu, tại anh em mình mới. Thứ nhất là khi người ta nhìn vào một bài ấy, người ta sẽ nhìn đầu tiên là phần này này. Đó. Tất cả mọi thứ bằng nhau, có nghĩa là gần như các câu lệnh nào cũng đồng cấp với nhau. Người ta sẽ không biết là câu lệnh nào làm cái gì, câu lệnh nào làm cái gì, câu lệnh nào thuộc câu lệnh nào. Thứ hai ấy, là khi chúng ta viết dí hết cả bảng này này thì anh em mình nhìn sẽ rất rối, tại vì là tính toán ở một chỗ, điều kiện một chỗ, in cũng ở một chỗ, cùng một chỗ đấy, cùng một vị trí đấy, cùng một dòng đấy, mà chúng ta thực hiện quá nhiều chức năng giống nhau, nó sẽ quá nhiều chức năng khác nhau và khiến cho anh em mình không thể tưởng minh được là cái đoạn này dùng để làm gì cả, vì đoạn này nó vừa làm chức năng kiểm tra vừa làm chức năng in đấy. Không tương tự thì ở dưới này, ở trên thì đóng mở ngoặc cùng một chỗ như này cùng một ô, ở dưới này lại mở ở đây bạn đóng ngoặc cái số dòng. Nếu mà chúng ta viết thì chúng ta phải thống nhất mở đóng ngoặc cùng một dòng thì mở đóng ngoặc cùng một dòng, nhưng mà đương nhiên là về sau chả thằng nào cho em mở đóng ngoặc một dòng đâu. Nhưng mà nó phải có một cái chuẩn chung ở đấy thì người ta khi người ta đọc vào cái code của mình thì người ta mới hiểu được code này viết cái gì, người ta sẽ nắm được cái là quy tắc chung của em, và từ đấy người ta mới lần lần ra được, người ta mới đoán được thì cái code em có sai chỗ nào chẳng nữa, người ta đoán được. Code này khi mà anh em mình sửa lỗi, nếu mà có một lỗi nào xảy ra nó sẽ rất khó khoanh vùng. Thế thì chúng ta viết như thế nào? Thứ nhất thì mọi người phải tập cho anh cách là đặt những cái block, những cái khối riêng. Chúng ta sẽ chia ra thành các đoạn văn, một đoạn văn dài mà em viết liên tục liên tục liên tục, không ai có thời gian nhìn xem đoạn văn đấy có gì cả, người ta sẽ cực kỳ khó nắm bắt ý chính. Mà chúng ta sẽ chia cái đoạn văn đấy thành nhiều, sẽ chia cái bài văn đấy thành nhiều đoạn văn nhỏ khác nhau, mỗi đoạn văn có một ý. Và ở đây chẳng hạn như thế này, anh chỉ cần enter một cái thôi thì mọi người sẽ thấy ở phần này là phần khai báo và nhập. Ở phần này là từ cái đầu vào khai báo nhập đấy chúng ta sẽ xử lý và in ra cái gì đấy. Đây là thứ nhất này. Cái thứ hai này, viết thì xuống dòng như này, và tốt nhất thì viết thế này. Em viết thế này thì em sẽ kiểm soát được cái mở đóng ngoặc này là của cái nào. Mà em mà viết như này
mà em có quá nhiều cái if giống nhau á, nó sẽ quá nhiều cái đóng ngoặc mà mình sẽ không biết là cái mở đóng ngoặc đấy nó tương ứng với mở nào, nhìn thấy cực kỳ khó. Nên tốt nhất là chúng ta sẽ viết như này, và ở dưới này cũng thế. Đấy, mình sẽ cố gắng viết như này. Cái này nó là coding convention, nó sẽ tùy thuộc vào cái ngôn ngữ mình sử dụng, vì nó sẽ có nhiều kiểu khác nhau, nên các mình sẽ dần dần thì mình sẽ biết thôi. Đấy, và đây còn một cái nữa ấy, là mọi người nhớ là lúc nãy anh bảo rồi, nhập, xử lý và in, đúng không? Input, process, output. Ở đây cái phần này nhập ok, khai báo mình nhập ok rồi, input đây rồi. Tuy nhiên cái đây phần xử lý và in của chúng ta đang bị lẫn lộn với nhau. Hai cái này là xử lý, hai cái này là in, mình đang bị lẫn lộn với nhau. Đây là làm thế nào để anh em mình sửa? Đây, mọi người có thể làm thế này. Đấy, ở đây chúng ta sẽ sử dụng một biến. Biến này sẽ là biến gọi là đặt cờ để kiểm tra. Cái biến này nó sẽ có giá trị true hoặc false, đúng hoặc sai, tương ứng với 1 với 0 ấy. Đây là đây. Chẳng hạn như đây anh, chúng ta đang kiểm tra là A có phải là số chẵn hay không. Tôi sẽ đặt một biến tự integer cho anh là số chẵn bằng, nghĩa là giả sử số này không phải số chẵn, có nghĩa là số lẻ. Và đây nếu mà A chia hết cho 2 thì chứng tỏ là số chẵn, đúng không? Như vậy là cái giá trị này nó phải bằng true nhưng không được bằng false. Thì lúc đó chúng ta sẽ gán cho anh như này. Rồi sau khi thực hiện xong cái đấy, mình không cần else nữa. Thì đến đây anh của mình sẽ, đây thì chúng ta gọi là cái quá trình xử lý. Chỗ này chúng ta là cái quá trình xử lý. Thực hiện xong cái quá trình này thì cái biến là số chẵn này này nó sẽ chứa một trong hai giá trị. Nếu mà nó là số lẻ thì nó vẫn chứa giá trị false, nhưng mà nếu nó là số chẵn thì giờ nó là giá trị true. Và đến cái đoạn cuối cùng thì chúng ta in ra thì chúng ta sẽ biết nếu là số chẵn của nếu là số chẵn rồi được thì chúng ta sẽ in ra đây là số chẵn. Vậy else print phần chấm đế là số lẻ. Thế thì mọi người sẽ nhìn thấy là ở đây cái phần này ấy, gần như người ta sẽ không đọc đâu. Với cái phần xử lý với các bài về sau nó sẽ rất dài, đấy, người ta sẽ chưa cần quan tâm với phần xử lý như nào. Người ta sẽ phải đọc cái phần đầu vào input có những tham số nào, đầu ra dựa vào cái gì để quyết định đầu ra, rồi sau đấy cái phần xử lý người ta mới kiểm tra xong. Nhưng mà nếu mà em đã nhập, em đã đúng rồi thì chả mấy khi người ta đọc cái phần này đâu. Thế nên là làm sao chúng ta đọc, chúng ta nhìn được cái vị trí này này thì chúng ta phải xác định ngay cái gì, dựa vào cái gì để quyết định dựa một biến là số chẵn, thì mình sẽ biến đây có phải số chẵn hay không. Đấy, tuy nhiên trong này cốt này thì chưa chạy được đâu, tại vì là false true thì thằng sin không có, nên mình phải thêm một cái bước nữa. Đây có một cái từ khóa là define, định nghĩa, định nghĩa true là một, định nghĩa false là không. Cái này có nghĩa là cứ gặp với nào từ true thì nó tự động tự động thay thành một, và cái nào gặp cái chữ false thì tự động thay cái giá trị một không. Đấy, nên mọi người sẽ thấy là bài này hiện giờ chúng ta chia đúng là 3 phần luôn, input đầu vào, xử lý và output đầu ra. Với cái bài nhỏ nhỏ này này thì mọi người sẽ thấy là code sẽ dài hơn khá khá. Nhưng mà về sau gặp những cái bài mà lớn hơn ấy, những cái bài mà nó tí anh sẽ demo cho mọi người thấy một bài khác, thì lúc đấy mọi người thấy là để khoanh vùng như thế này thì chúng ta làm các bài cực kỳ dễ, cực kỳ gọn, và mình sẽ khoanh vùng được luôn là nếu mà sai thì nó sai ở đâu, nếu mà sửa thì sửa như nào, và nếu mà chúng ta sửa thì nó sẽ không động chạm gì đến cái phần cuối cùng khi in cả. Có thể là do cái thuật toán sai nên là cái này nó bị tính sai, thì lúc mà chúng ta chỉ cần sửa mỗi thuật toán thôi, đúng không? Anh em mình không phải động phần in. Còn nếu anh em mình mà cứ in ở trong thuật toán thì sai chỗ nào là mình sửa cả cái thuật toán lẫn phần in ở chỗ đấy luôn. Thôi thì nói nhiều thì mọi người cũng tóm lại cho anh hai ý. Ý thứ nhất, define
có nghĩa là gán giá trị bên trái bằng giá trị bên phải. Thường dùng là để gán giá trị hằng số, chẳng hạn như là định phá số pi là 3,141582 này à. Thì cứ khi nào mình đọc chữ pi thì nó sẽ hiểu lấy là 3,141582. Bây giờ cứ gặp define true thì nó hiểu là 1, gặp false sẽ hiểu là 0. Thứ hai là chúng ta sẽ phải chia các bài toán ra thành các block như này. Mỗi block, mỗi khối thì nó sẽ có một cái tác vụ riêng. Chúng ta sẽ không gộp tất cả tác vụ vào một khối, mà chúng ta sẽ chia ra thành các tác vụ nhỏ. Chúng ta gọi cái này là module hóa. Và chia cho anh theo đúng dạng là ở đầu vào xử lý đầu ra. Riêng cái phần xử lý này, thân bài đấy, thì mình còn có thể có nhiều đoạn nhỏ để thực hiện thân bài nữa. Thứ ba là cắt câu lệnh nào mà thuộc câu lệnh khác, anh em mình tap vào cho anh một cái. Câu lệnh này thuộc câu lệnh if tap một cái, câu lệnh này thuộc câu lệnh if tap một cái, câu lệnh này thuộc câu lệnh if tap một cái. Chúng ta tuyệt đối tránh biết cái này nhá. Mình biết thế này là anh sẽ không biết là cái câu lệnh nào thuộc cái đoạn nào đâu. Nếu mà mọi người mà không biết làm cái nào ấy, mọi người sẽ chụp phải cho này có một cái format use a style. Mọi người chọn cái này trước khi gửi code cho anh thì ít nhất câu này anh đọc được. Đây là cái chuẩn mà người ta xây dựng rồi, thì mọi người sẽ thấy là chuột phải của phát chọn nó sẽ viết như này, nó sẽ đổi code lại thành dạng như thế này. Ngoài ra thì cái đóng mở ngoặc này nếu mà viết được thì tốt nhất là viết thẳng hàng như này cho anh. Đóng mở ngoặc của cái nào thì tương ứng cái đóng ngoặc của nó phải thẳng hàng một cái mở ngoặc như này. Trong ngoài nếu có thêm cái if nữa, if cái điều kiện nào đó nữa, chúng ta sẽ viết như này. If điều kiện nào đấy chúng ta lại đóng mở ngoặc này, nếu mà có cái if điều kiện đó nữa thì chúng ta lại đóng mở ngoặc như này. Và như thế thì anh sẽ biết được là cái đóng mở ngoặc này là của thằng nào với nhau. Anh bấm vào cái nào là cũng dễ thằng hàng ra. Nên nếu mà anh em mình viết như này đấy, anh em mình viết như này là một kiểu chuẩn khác đấy, anh cần anh copy thêm một cái đoạn code ở trong này nhé. Đấy thì anh em mình sẽ thấy là anh sẽ thấy có rất nhiều cái đóng ngoặc, nhưng mà để xét được cái mở ngoặc thuộc mở ngoặc nào là rất khó. Ở đây thì đang có một cái if, anh em mình tưởng tượng bài code như thế này. Đóng ngoặc ở đây thì nó có thể là đóng ngoặc của cái này, có thể đóng ngoặc của cái này, đóng mở ngoặc của cái này, có thể là cái ở trên này. Chả ai biết cái của cái nào cả, vì cực kỳ khó, nó không thẳng hàng với nhau và nó lại dạng lệch lệch như này này. Đấy, chúng ta nhìn cực kỳ khó luôn. Là những cái bài mà lớn hơn một chút mà mọi người biết vẫn giữ cái thói quen cũ thì anh không thể nào được được. Gây khó cho cả anh lẫn cả em về sau này. Còn một lưu ý nữa đấy là if này, nếu mà nó chỉ có một câu lệnh thì mọi người có thể viết như này nhá, bỏ vào đó mà mặc định được. Nếu nó chỉ có một câu lệnh, nếu nó có từ hai câu lệnh trở lên thì mình có thể cho vào đó mà mặc, không, mình có thể là mình bắt buộc phải cho vào đó mà mặc. Nhưng mà nếu mà chỉ có một câu lệnh thì chúng ta có thể bỏ bớt đi cho nó trông mà nó gọn gàng nhẹ nhàng hơn. Biết này được. Và kỹ thuật cuối cùng nó gọi chúng ta vừa giới thiệu đấy là kỹ thuật đặt cờ, cắm cờ, nghĩa là sử dụng một cái cờ hiệu mang giá trị 1 với 0 tương ứng với đúng với sai, true với false. Và tăng này thường thường dành cho những cái bài nào mà kiểm tra một cái như vậy. Nếu số này là số chẵn thì giá trị này sẽ bằng true, còn nếu số này là số lẻ thì giá trị này sẽ bằng false. Và thực ra khi mà kiểm tra cuối này thường thường người ta sẽ thích như này, từng minh hẳn ra. Nếu biến là số chẵn là true, chứng tỏ là số này là số chẵn. Nếu biến là số chẵn là false thì chứng tỏ là số này. Ok, đến đây mọi người hiểu không? Alo. Cái true với false là cứ bắt buộc phải đi với 1 với 0 này. Đúng rồi, true là 1, false là 0. Chỗ này thì mày không có cái này nhá. Nó C thì nó sẽ không chạy được đâu, nó báo lỗi luôn này. False chưa khai báo này.
em bắt buộc nếu mà em sử dụng true false thì em phải một với không, hoặc em có thể biến thành một không hay là một một được, nhưng mà như thế thì người ta đọc vào là sẽ khó đọc, cái quy ước của mình thôi, mình ghi true false thì nó dễ hiểu hơn. Làm thế nào cho cái phần code của chúng ta càng thấy đọc càng tốt, đọc phát là phải hiểu luôn. Rồi anh sẽ demo cho em thêm một bài nữa, và anh cũng sẽ demo cách mà anh em mình viết code thế nào cho các bài đó, gọi là sử dụng bài này để có thể làm bài khác. Ví dụ như là anh sẽ chưa cho anh em ba bài này nhé: kiểm tra năm nhuận này, kiểm tra tính hợp lệ của ngày tháng và tính ngày kế tiếp. Đấy, bộ combo ba với nhau. Thế bài kiểm tra năm nhuận là thế nào? Mà kiểm tra năm nhuận là gì? Đó là cái bài mà chúng ta sẽ nhập vào ba giá trị ngày tháng năm. Chúng ta nhập vào giá trị năm, nhập xin lỗi. Chúng ta sẽ nhập vào giá trị năm và kiểm tra xem năm này có phải năm nhuận hay không. Và đây chúng ta có một cái định nghĩa năm nhuận, nó không phải là năm chia cho 4 nữa nha. Năm nhuận là năm chia cho 400 hoặc là năm chia cho 4 nhưng không chia cho 100 nha. Là năm chia cho 400 hoặc là năm chia cho 4 nhưng không chia cho 100, có nghĩa là chúng ta sẽ làm một cái đấy là integer year là năm, nhập vào sẽ năm đấy, và chúng ta sẽ giả sử là năm nhuận. Đấy thì nếu giá trị năm này mà chia cho 400 thì nó vẫn là năm nhuận, đúng không? Nếu mà chia cho 400 bằng không thì nó là năm nhuận, thì nó vẫn là true. Còn nếu mà cái năm này chia cho 4 nhưng không chia cho 100, chia cho 4 và không chia cho 100 thì nó cũng là năm nhuận. Chia cho 4 nhưng không chia cho 100 thì năm nhuận. Còn tất cả các trường hợp còn lại thì nó là năm không nhuận. Năm nhuận là năm chia cho 4 hoặc cả năm vừa chia cho 4 vừa không chia cho 100. Thì chúng ta sẽ giả sử đây là false, thì gặp những trường hợp này thì nó sẽ biến cái cơ thành true, còn tất cả những trường hợp còn lại thì nó vẫn giữ nguyên là chữ false. Không được. Mọi người có thể viết gọn này lại cũng được, vì đây là một cái dấu hoặc to tướng thôi, anh em mình hoàn toàn có thể như thế này: 5 chia cho 400 hoặc là 5 chia cho 4 nhưng không chia cho 100. Nhưng mà anh thì viết thế này nó chia trường hợp phải ra, anh em mình thì dễ xử lý. Mà thực hiện xong rồi chúng ta sẽ làm một cái này. Nếu nó là năm nhuận thì anh em mình in ra gì đấy, đề bài nó bắt yêu cầu ở gì đấy, năm nào đó là năm nhuận hoặc cái năm nào đó không phải là năm nhuận, là năm ở trong đấy là năm nhuận hoặc nó không phải thì năm ở trong đấy không phải là năm nhuận. Chạy thử chương trình để kiểm tra theo bộ mẫu trong này: 99, 599 không phải là năm nhuận, ok. 52.000 52.000 là năm nhuận. 52.100, 52.200 không phải là năm nhuận vì năm này chia cho 4 nhưng mà lại cũng chia cho 100, nhưng nó lại không chia cho 100 cơ. Còn đây là 2.104 rồi, là 5.000, 2.204 rồi, thì thằng này sẽ năm nhuận vì nó chia cho 4 nhưng mà không chia cho 100. Mình có thể submit phần này lên.
Thế là bài kiểm tra năng lượng. Bài tiếp theo ấy, là bài kiểm tra tính hợp lệ của ngày tháng. Bài kiểm tra tính hợp lệ của ngày tháng là chúng ta sẽ nhập vào 3 giá trị ở ngày tháng năm. Và cho biết là cái ngày tháng năm này có phải là một ngày tháng năm hợp lệ hay không. Đấy thì bài này anh em mình làm thế nào? Anh em mình nhập vào ngày tháng năm. Rồi anh em mình sẽ giả sử ngày tháng năm này là ngày tháng năm hợp lệ. Anh em mình sẽ kiểm tra tất cả các trường hợp không hợp lệ. Nếu dính trường hợp nào thì gắn cờ bằng phông số trường hợp đấy. Và rồi chúng ta sẽ kết luận. Nghĩa là chúng ta sẽ nhập vào 3 giá trị ngày tháng năm. Đấy mắm dẹp rằng là hợp lệ đi. Còn này nếu mà anh em nào mà tính tiếng Anh ấy, thì có thể là is valid đấy chẳng hạn. Nhập vào lần lượt 3 giá trị ngày tháng năm. Đây đoạn nhập vào. Thứ hai là đoạn kiểm tra này. Thì chúng ta sẽ kiểm tra những cái gì? Những cái trường hợp thứ nhất là ngay là nhỏ hơn hoặc bằng 0 chứng tỏ mạch hợp lệ, hoặc ngày mà lớn hơn 31 mình biết này cho bỏ, hoặc tháng là nhỏ hơn hoặc bằng 0, hoặc tháng là lớn hơn 12, hoặc năm bằng 0. Đây là những ngày tháng năm không hợp lệ thì lúc này chúng ta sẽ báo một cái là ngày hợp lệ. Đây là các trường hợp tổng quát rồi nhé. Giờ chúng ta sẽ chia ra các trường hợp của từng tháng một. Đấy. Những tháng mà 31 ngày thì chúng ta không phải kiểm tra nữa, vì chúng ta đã kiểm tra ở đây rồi. Chúng ta chỉ phải kiểm tra thứ nhất là tháng 2. Thứ hai là các tháng có 30 ngày, gồm vào tháng 4, tháng 6, tháng 9, tháng 11 ấy. Thế thì chúng ta sẽ kiểm tra đầu tiên là tháng 2 này. Nếu tháng bằng 2 thì lúc này chúng ta sẽ phải kiểm tra chân lượng. Nghĩa là năng lượng bằng làm y hệt như vậy. Nếu mà 5% 400 là bằng 0 thì chúng ta sẽ hiểu đây là năng lượng. Nếu 5% 4 bằng 0, đồng thời 5 này %100 các không thì chúng ta cũng hiểu đấy là năng lượng chết trong 4 và không chết trong 100. Thế kiểm tra xong rồi chúng ta sẽ xét là nếu là năng lượng có may đây thì chúng ta if đây được if là năng lượng nó true thì chứng tỏ đây là năng lượng. Mà là năng lượng thì ngày của nó mà lớn hơn 29 có nghĩa là 30 chẳng hạn, 30, 31 thì là ngày hợp lệ của một post. Còn nếu không phải năng lượng thì lại chỉnh cho tiếp thì đến một ngày lớn hơn 28 thì chứng tỏ đây không phải hợp lệ. Từ đây mọi người hiểu không? Quá. Đây là phải tháng bằng 2 và các tháng mà có 30 ngày. Với những tháng mà có lớn hơn 30 ngày. Rồi có 30 ngày thì ngày mà lớn hơn 30 thì chứng tỏ không phải ngày hợp lệ. Và thực hiện xong chúng ta sẽ kiểm tra nếu là ngày hợp lệ thì chứng tỏ đây là ngày tháng năm hợp lệ. Anh em mình sẽ in ra là %D, 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 hai chấm hợp lệ ngày tháng năm
Chấm với 0. Chúng ta sẽ in là 5 không hợp lệ thôi. Khi mọi người đã thấy thằng này chúng ta cũng đã chia ra thành các khối. Nhất là khối đầu vào, thứ hai là từng khối xử lý mô. Khối này chính là khối các giá trị chung, hai chính là cái khối nếu tháng bằng 2, và nếu mà tháng là một tháng ở đó 30 ngày. Được chưa? Rồi, cuối cùng là chúng ta in ra kết quả. Thế thì mọi người có thể comment lại lần này, nghĩa là mình có chơi success. Đấy, chúng ta chúng ta sẽ chẳng hạn là đây chúng ta sẽ ra cha lưu vào cờ còn nếu biến là nhập lệ được như mình thích đặt tên là gì đây cho sắp hiện cái kết quả thôi. Đấy, lúc mà mình đọc thì mình thấy biết là đoạn này là đoạn kiểm tra và đoạn này là đoạn kiểm tra kết quả chạy từ chương trình thì anh em mình nhập thử và chuyện này ngày này hợp lệ và nhập thử thì là chuyện này. Đấy, ngày này không hợp lệ người viện thử 29 tháng 2 năm 400 phải ngày năm nay đã hợp lệ rồi, đây là năm chia cho 400 mà 29 tháng 2 năm 600 thì phải là không hợp lệ. Thì năm này mặc dù chia cho 4 nhưng lại không chia cho 100 nhưng mà lại chia cho 100 thì năm đấy không phải nắm được. Thế thì lại copy code sắp lên thôi. Bài này mọi người có thắc mắc gì không? Kiểm tra tính hợp lệ ngày tháng anh em mình có thắc mắc gì không? Tôi bài cuối cùng để bài này đến sau. Đầu vào đấy là ngày tháng năm đã hợp lệ, đầu ra là ngày tháng năm kế tiếp. Thì bài này mọi người có rất nhiều cách để xử lý, là anh ấy sử dụng cái cách mà chúng ta sẽ tận dụng cái code cũ, tận dụng cái code mà kiểm tra ngày hợp lệ. Mình tận dụng như thế nào? Anh ấy tận dụng bằng cách là anh sẽ nhập vào một ngày, đây chính là nhập ngày ban đầu này, ngày hiện tại này. Và chúng ta tăng là những giá trị này những đơn vị chúng ta chưa cần biết được là cái ngày này tăng lên nó có hợp lệ hay không, chúng cứ tăng lên một đơn vị đã và sau đấy chúng ta sẽ kiểm tra xem liệu ngày này có hợp lệ hay không, còn hợp lệ hay không. Thì cái trường hợp duy nhất mà ngày này không còn hợp lệ nữa chính là trường hợp mà giá trị ngày này đã vượt quá cái giá trị tháng rồi, tức là cái ngày này nó không còn hợp lệ nữa. Nên là nếu mà chúng ta bỏ qua hết cái phần này thì đến đây kiểm tra xong rồi đấy, ở đây chúng ta sẽ xử lý một cái là nếu này không còn hợp lệ, tức là cái ngày vừa rồi là ngày cuối tháng, thì lúc đó chúng ta làm gì? Nếu ngày hợp lệ của bằng phố thì chúng ta sẽ reset ngày về ngày mùng 1 và tăng tháng lên một đơn vị. Đến đây mọi người hiểu không? Nên nếu mà nó đang là 31 tháng 1 nó cộng 1 thành 32 tháng 1, cái ngày đấy nó không còn hợp lệ nữa, chúng ta sẽ kiểm tra và ra ngày này không còn hợp lệ nữa. Thì từ 32 tháng 1 sẽ đổi lại ngày thành 1 mùng 1 và tháng tăng đơn vị là tháng 2, nó sẽ thành ngày mùng 1 tháng 2. Và ở đây mình sẽ còn thêm một lần lọc kiểm tra nữa, đấy là nếu mà cái tháng này lớn hơn 12 có nghĩa là lúc nãy chúng ta làm bằng ngày 31 tháng 12
cộng 1 là ngày 32 tháng 12, không hợp lệ, mà đưa ngày về mùng 1, ok nhé. Nhưng mà tháng là tháng 13, chứng tỏ là sai. Thì với cái trường hợp này, chúng ta lại đưa tháng 11 và tăng 5 ngày một tuần bị. Đến tận này mọi người hiểu không? Giả sử ngày đó là ngày hợp lệ, cái ngày mà chúng ta cứ cộng thêm một giá trị ngày vào, giả sử ngày đó là ngày hợp lệ, rồi chúng ta kiểm tra xem sau khi cộng vào ngày đó có hợp lệ hay không. Nếu mà không còn hợp lệ nữa, tức ngày vừa rồi là ngày cuối tháng, khi cộng thêm một giá trị ngày vào rồi thì đương nhiên là không còn hợp lệ nữa, thì lúc đấy chúng ta sẽ chỉnh sửa giá trị tháng và năm cho phù hợp. Và cuối cùng anh em mình in ra giá trị. Rồi chúng ta sẽ in ra cái ngày kế tiếp đúng không? Chấm D, sập vào chấm D, sập vào chấm D. Vòng đi. Và anh em mình nhớ là phải có một cái in là ngày hiện tại nhé. Thì anh em mình in ngay khi mình xong tiếng ngày mình nhập thì nó làm này. Cái này thì chúng ta không thể quy hoạch lại được à. Quên mất đề tên này thì không biết cái này không biết lại hết ở đây. Đây anh em mình nhập thường mùng 2 tháng 9. Ngày kế tiếp là mùng 3 tháng 9. Anh em mình nhập thường ngày 30 tháng 9. Thì ngày kế tiếp là mùng 1 tháng 10. Anh em mình nhập thường ngày 31 tháng 10. Ngày kế tiếp là mùng 1 tháng 10. Anh em mình nhập thường ngày 29 tháng 2. Năm 4. Thì ngày kế tiếp là mùng 1 tháng 3. Đến ngày 28 tháng 2. Năm 4. Thì ngày kế tiếp là 29 tháng 2. Tuy nhiên là mình nếu mà ngày 28 tháng 2 năm 1 thì ngày kế tiếp sẽ phải là ngày 1 tháng 3. Mình sẽ thực ngày 31 tháng 12 năm nào đó, thì ngày kế tiếp là 1 tháng 1 năm tiếp theo. Một bài thôi. Mọi người hình dung được những cái gì anh nói từ đấy không? Nhanh đi. Thì anh lúc nào anh chả dừng lại anh hỏi, nhưng anh em mình chả thấy nói gì thì tao cứ thế mà tao đi thì. Chỗ đoạn thuật toán này anh đã dừng lại từng dạng một thôi chứ. Mà thôi, nếu mà anh em mình có vấn đề gì thì anh em mình phải hỏi, biết câu hỏi. Còn hỏi nhanh thì anh không biết là mọi người đang ở bên đâu. Nên mình sẽ phải có câu hỏi tương ứng. Được chưa? Ok. Thôi, thế thì anh em mình chủ động làm nốt các bài tiếp nhé. Anh sẽ up video này lên cho mọi người. Nếu mọi người không biết thì mình sẽ chỉ là học thêm một vài kỹ thuật thôi. Thứ nhất là định nghĩa. Và anh em mình thậm chí có thể định nghĩa cả một câu lệnh nữa nhé, vào trước nhé. Chẳng hạn ở đây em file hạt cái số dòng đi. Rồi, chấm phải. Thì về sau khi mà anh ghi chữ số dòng ấy, chẳng hạn anh ghi này tự động một số 3 dòng. Thấy không? Tự động nó hiểu với chữ xuống dòng này là chính là cái đoạn này. Thì anh em mình có thể define nhiều thứ khác nhau, như vậy anh chỉ hướng dẫn thôi. Về sau mọi người sẽ thấy là sẽ có nhiều người người ta hay sử dụng những từ này, đặc biệt là những anh em nào mà đi lập trình để đi thi để thuật ấy, thì nó sẽ có một cái giới hạn về ô nhớ dạng thái nguyên, không phải lúc nào chúng ta dùng biệt, đôi khi chúng ta sử dụng macro này, cái này gọi là macro. Ôi, mọi người chủ động làm bài thôi.